Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Hơn 80% trái phiếu bất động sản Việt Nam thuộc nhóm doanh nghiệp đáng báo động. Đơn vị nghiên cứu tài chính Fin Ratings vừa phát hành báo cáo nhìn lại 2022 và triển vọng thị trường vốn 2023 của Việt Nam cho thấy đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết ước tính có thể còn cao hơn và rủi ro hơn nữa trong năm nay. Fin Ratings nhận định, các doanh nghiệp bất động sản buộc phải duy trì đủ dòng tiền cho các dự án, thường kéo dài 3 cho đến 5 năm tùy thuộc vào quy mô do đặc thù thâm dụng vốn, nhưng dòng tiền suy giảm sẽ ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp này. Trong 2 năm tới, gánh nặng đáo hạn của ngành bất động sản sẽ lên tới 9.8 tỷ Mỹ Kim, chiếm 35.2% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường. Trong khi đó thì phần lớn các trái phiếu trên được phát hành với thời gian đáo hạn từ 3 năm rưỡi trở xuống, cho thấy nhu cầu vay vốn để tái cấp vốn của ngành là rất lớn. Các doanh nghiệp sẽ buộc phải dựa vào dòng tiền hiện có hoặc là tiếp cận các nguồn vay bên ngoài rủi ro hơn. Do thiếu vốn triển khai dự án trong khi doanh số sụt giảm, nhiều doanh nghiệp đã tính đến các phương án tái cơ cấu nợ như là gia hạn nợ, chuyển đổi gói vay với lãi suất mới, mua lại trái phiếu trả nợ trái phiếu bằng bất động sản và báo cáo đã nêu như trên. Tin mới về vụ tàu nước ngoài chở hơn 4.500 xe hơi phát cháy ngoài khơi biển Vũng Tàu. Ngày 6 tháng 2, các lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang phối hợp đưa ra phương án cứu nạn tàu nước ngoài HS Shin tải trọng 21.503 tấn chở 4.530 chiếc xe hơi gặp nạn trên hải trình từ Nam Hàn tới Singapore và đã xin vào Vũng Tàu neo đậu để thuận tiện cho việc chữa cháy. Con tàu hiện còn cách vũng tàu khoảng 25 hải lý, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận ứng cứu nhưng chưa thể lên tàu dập lửa vì sóng to gió lớn. Trước đó, lúc 19 giờ 26 phút ngày 5 tháng 2, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu nhận được thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, thông tin về vụ việc tàu AH Shin đang trên đường hành trình từ Nam Hàn đến Singapore đã bất ngờ bị cháy. Đám cháy được xác định ở tầng 8, số 9 và số 10, riêng tại tầng số 11 và số 12 có nhiều khói. Thủy thủ đoàn đã sử dụng hết 50 tấn CO2 trên tàu để chữa cháy, nhưng đám cháy vẫn chưa được kiểm soát tàu giảm máy thả trôi tại vị trí có tọa độ cách mũi Vũng Tàu khoảng 25 hải lý về phía đông nam, tốc độ trôi dạt khoảng 1,2 hải lý một giờ. Hiện tại chủ tàu tạm thời đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm nguồn cung cấp khí CO2 bổ sung cho tàu ASIN AH về việc cứu nạn, chữa cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục thảo luận với thuyền trưởng của tàu. Người nghèo tại Tiền Giang từ chối nhận nhà từ thiện vì phải nộp phí. Nhiều gia đình nghèo ở huyện Châu Thành và thị xã Cai Lệ khi nhận nhà từ thiện do một cựu chiến binh vận động phải nộp lệ phí, trong khi nhiều hoàn cảnh không đủ tiền nộp nên đã từ chối. Vào ngày 5 tháng 2, thì thông qua giới thiệu của ông Nguyễn Văn Tân, tức là ba Tân, cựu chiến binh ở ấp Trung Bi, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, bà Nguyễn Thị Kim Huê, 49 tuổi, một hộ nghèo ở cùng ấp Trung B, vừa được nhóm thiện nguyện của ông Nguyễn Hữu Tâm ở tỉnh An Giang chở vật tư nhân công đến xây dựng mái nhà từ thiện, thay cho mái nhà nhỏ dột nát trước đây. Dù mái nhà mới này đơn sơ chỉ có mái tôn, cột xi măng và một số cây gỗ tạp, nhưng chủ nhà phải đóng 4.5 triệu đồng, tức là tương đương với 191 Mỹ Kim, phí cho nhóm thiện nguyện, trong khi bà Huê đi bán vé số không có đủ tiền để nộp. Thương tình, người thân và bà con hàng xóm phải gom góp cho đủ số tiền nộp cho nhà từ thiện. Tương tự, cũng thông qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Văn Tân, đến nay nhóm thiện nguyện của ông Tân đã hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn xây dựng 6 căn nhà từ thiện tại các xã Nhị Bình, Điềm Hy thuộc huyện Châu Thành và xã Tân Phú, thị xã Cà Lậy. Điều đáng nói là các căn nhà này ngang chỉ có 4m, dài 7m, rất đơn sơ, trị giá chưa tương xứng với các căn nhà tình thương hay là nhà đại đoàn kết thông thường khác, nhưng chủ nhà phải đóng hàng triệu đồng trong khi các hộ nhận nhà từ thiện này rất nghèo khó, phải vay mượn mới có. Ông Trần Văn Thắng, phó chủ tịch của hội cựu chiến binh xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, thừa nhận cho biết thêm vào trước Tết Nhóm thiện nguyện này đã đồng ý xây hai căn nhà từ thiện cho hộ nghèo tại địa phương, nhưng do họ quá khó khăn không có tiền đóng góp nên từ chối. Nhà từ thiện này một là nhỏ, hai là có 30 triệu đồng tương đương với 1.277 Mỹ Kim thôi, mà phải hỗ trợ lại hơn hàng triệu đồng tiền xe cộ. Cuối cùng thì chủ nhà người ta không chịu nên bỏ, ông Thắng đã nói như trên. Trong khi đó, thì phía của nhà từ thiện thì cho rằng số chi phí chủ nhà phải nộp là để trả chi phí vận chuyển vật tư và tiền công đến xây nhà. Rau bán mỹ <laughs> rau bán mỹ kim giả với giá mềm. Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành điều tra đề nghị truy tố Ngô Xuân Hiếu về tội lưu hành tiền giả. Trước đó vào tháng 6 năm 2021, qua mạng xã hội, Ngô Xuân Hiếu quen biết người đàn ông tên Cường. Ngày 6 tháng 12, Cường liên lạc với Hiếu nói có một số Mỹ Kim giả muốn bán. Hai bên thỏa thuận Cường bán cho Hiếu tờ mệnh giá 100 Mỹ Kim với giá hơn 1,6 triệu đồng một tờ. Hiếu sẽ bán với giá 1,7 triệu đồng một tờ cho khách hàng. Nếu việc mua bán thành công, Hiếu sẽ được trả công 5 triệu đồng. Sau đó Cường cho Hiếu số điện thoại của một khách hàng để liên lạc. Hiếu kết bạn với số điện thoại trên thì tài khoản có tên là Kevin Hùng. Ngày 17 tháng 12, Hiếu và Kevin Hùng gặp nhau tại quán cà phê để xem mẫu tiền. Sau đó Hiếu và Kevin Hùng nhắn tin qua mạng xã hội thỏa thuận giá bán là 1,7 triệu đồng một tờ mệnh giá 100 mỹ kim. Số lượng hiếu sẽ bán cho Kevin Hùng là 20.000 mỹ kim. Do Kevin Hùng đi vắng, người bạn của anh ta đến quán ở huyện Thường Tín, Hà Nội để nhận tiền. Hiếu đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị công an huyện Thường Tín, Hà Nội kiểm tra, phát hiện và bắt giữ. Vịnh Hạ Long, mù cang trải vào top điểm đến rực rỡ nhất thế giới. Mù căn trải, mùa lúa chính và Vịnh Hạ Long của Việt Nam được bình chọn là điểm đến sắc màu nhất trên thế giới của năm 2023. Theo đó, mù cang trải được nhắc đến là nơi có những thửa ruộng bậc thang rực rỡ, điểm đến này nổi tiếng nhờ các góc chụp ấn tượng được đăng tải trên mạng xã hội Instagram. Màu sắc của mù cang trải thay đổi từ màu xanh lá cây vào mùa xuân sang màu vàng ống vào cuối thu khi lúa chín. Du khách nên ghé thăm nơi đây vào đầu tháng 10 khi lúa chuẩn bị được thu hoạch để có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời. Thời điểm tuyệt nhất để nhìn ngắm lúa chín là lúc bình minh và hoàng hôn. Ngay sau mù căng trải Vịnh Hạ Long được giới thiệu với nhiều mỹ từ, nơi đã nơi đây đã được UNESCO bình chọn là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Vịnh Hạ Long sở hữu hơn 1.900 đảo lớn nhỏ tạo nên khung cảnh kỳ vĩ cho vịnh biển và làng nước trong xanh. Đây là điểm đến thú vị vào mùa hè khi du khách có thể thoải mái diện những bộ bikini sắc màu. Bên cạnh đó thì Vịnh Hạ Long cũng là điểm đến không thể bỏ qua đối với những tín đồ yêu thích khám phá thiên nhiên. Hiện Vịnh Hạ Long cũng có nhiều sản phẩm du lịch ấn tượng giúp cho du khách dễ dàng chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long từ trên cao với trực thăng. 60 thùng hồ sơ bị lén bán phế liệu, nữ văn thư Lê Thủy Linh làm việc cho dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đang bị xem xét về hành vi tiêu hủy tài liệu khi bán 60 thùng giấy tờ với giá phế liệu 9 triệu đồng. Hôm 4 tháng 2, cán bộ ban quản lý dự án đến kho lưu trữ hồ sơ của cơ quan tại số 17 Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa, phát hiện tài liệu đựng trong 60 thùng tôn, thùng giấy bảo quản từ trước, không còn nên trình báo công an. Ba ngày sau, nhà chức trách xác định Linh, 34 tuổi, cán bộ văn thư của ban quản lý, đã lén bán số tài liệu nói trên cho người mua phế liệu giá 9 triệu đồng. Đây là tài liệu liên quan các dự án công trình từ nhiều năm trước. Hiện công an đã thu hồi được hầu hết. Cán bộ điều tra cho hay Linh đang bị xem xét để xử phạt về hành vi chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 342 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra chưa công bố lý do nữ văn thư 34 tuổi làm việc này. Tiếp theo phần tin Việt Nam, tái diễn nạn rải đinh trên quốc lộ số 1. Trong sáng ngày 5 tháng 2, khoảng chục người đi xe máy phải dắt bộ vì cán phải miếng thép nhọn, mỏng, được cắt đều dạng hình thoi hoặc là các đoạn kẽm cắt nhọn rồi uống lại. Khi cán phải loại đinh này thì lốp xe thường bị đâm rất nhiều lỗ, không thể vá hoặc là phải thay xăm Ông Tuấn, một người lái xe cho phòng khám ở gần chợ Bình Chánh, quận Bình Tân cho biết, một tháng tôi thủng lốp xe hai lần khi chạy qua đây. Vào sáng ngày 5 tháng 2, ông vừa xuống dốc cầu Bình Điền, nhận thấy xe có vấn đề nên đã tấp vào kiểm tra, phát hiện bánh sau có một mảnh kim loại hình thoi găm vào. Theo nhiều người dân, nạn đinh tặc trên quốc lộ 1A có từ lâu, chỉ tạm lắng xuống khi bị công an địa phương tuần tra kiểm soát chặt chẽ, nhưng từ đầu năm nay cho đến nay thì lại tái diễn. Bà Vương Thị Thanh Tuyền 54 tuổi bán hàng nước hơn 20 năm ở đoạn quốc lộ số 1 này cho hay các năm trước mỗi sáng mở cửa thì bà thấy những miếng thép nhọn nằm khắp mặt đường, nhiều quá tôi quét không nổi, phải gọi người đến hút mới sạch, bà Tuyền đã nói. Nhiều năm nay thì bà thường gặp người đi đường bể bánh xe chạy chân tay hoặc là phải đi viện nên giúp họ sơ cứu hoặc là gọi cho người hỗ trợ để phòng ngừa thì ngăn chặn và xử phạt những người rải đinh vật sắc nhọn trên đường công an của huyện Bình Chánh đã vận động chủ cho thuê mặt bằng chấm dứt hợp đồng đối với các tiệm sửa xe có nghi vấn cán bộ công an bị cha dưỡng bắn chết Sáng 6 tháng 2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông cho biết đang tiếp tục điều tra một vụ cán bộ công an bị bắn chết. Tối ngày 5 tháng 2, tại nhà anh Đê, 42 tuổi, trú huyện Tuy Đức, tổ chức cúng rằm tháng Giêng. Tại đây, ông Nguyễn Sĩ Lộc, 65 tuổi, cha dưỡng của anh Đê và vợ là bà X xảy ra mâu thuẫn. Anh H, 36 tuổi, con bà X, là công an huyện Tuy Đức, khi biết được mâu thuẫn giữa ông Lộc và mẹ mình đã có lời qua tiếng lại và căng ngăn ông Lộc. Sau đó ông Lộc bỏ về nhà, cách nhà anh D khoảng 15 m rồi lấy một khẩu súng tự chế mang sang nhà anh D, bắn anh H, khiến anh này chết trên đường đi cấp cứu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Đức đã bắt giữ ông Lộc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng tự chế dài 109 m một vỏ đạn đã sử dụng và một hộp đạn bên trong còn 8 viên đạn chưa sử dụng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Lộc, công an huyện Tuy Đức thu giữ thêm 8 viên đạn và 2 hộp đạn, bên trong không có đạn. FDA Hoa Kỳ thu hồi kem dịp bảo Mới đây, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA thông báo thu hồi kem dịp bảo. Loại kem này đã được bán trên toàn nước Mỹ thông qua một số trang Facebook. FDA thu hồi kem dịp bảo là vì khả năng loại kem này bị nhiễm trì. Vụ việc được phát hiện sau khi Sở Y tế của tiểu bang Oregon, được viết tắt là OHA, phát hiện hàm lượng trì cao trong hai tuyếp kem dịp bảo đã được phụ huynh của hai cháu nhỏ ở Portland, tiểu bang Oregon, dùng để bôi trên da con của họ. Hai cháu bé được phát hiện đều có nồng độ trì cao trong máu. Trong khi kiểm tra sản phẩm, thì OHA cho biết họ đã phát hiện ra một trong các tuyết kem chứa 9.670 phần triệu trì, trong khi mẫu còn lại chứa 7.370 phần triệu. Mặc dù FDA không có giới hạn về lượng trì trong thuốc, nhưng đối với mỹ phẩm là 10 phần triệu. Cơ quan này à, cho biết là điều này có nghĩa là các loại kem này chứa gấp gần 1.000 lượng trì tối đa cho phép trong mỹ phẩm. Theo FDA, thì người có nồng độ trì trong máu cao có thể không có triệu chứng, nhưng có thể gây tổn thương các cơ quan nội tạng. Ăn chè miễn phí rằm tháng giêng, 35 người bị ngộ độc. Liên quan đến vụ 35 người bị ngộ độc do ăn chè, chiều ngày 6 tháng 2, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Nguyễn Phước Bình cho biết, sức khỏe 31 người đang điều trị tại đây đã ổn định, còn bốn người bị nặng phải chuyển đến bệnh viện đa khoa trung tâm an giang thông tin từ bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cho biết tại đây đang điều trị bốn ca nặng có dấu hiệu bị sốc nhiễm trùng trong đó hai bệnh nhân bị suy đa cơ quan phải lọc máu liên tục và điều trị hồi sức tích cực nặng nhất là bệnh nhân th bị hôn mê phải thở máy lọc máu dùng kháng sinh mạnh thuốc vận mạch liều rất cao tiên lượng xấu Trước đó, các bệnh nhân này ăn chè đậu trắng do bà T 44 tuổi, ngụ xã Long Điền A, huyện Chợ Mới nấu vào chiều ngày 3 tháng 2. Sáng 4 tháng 2, bà T phát chè miễn phí cho người dân địa phương đến 23 giờ cùng ngày nhiều người có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn sốt được chuyển đến trung tâm y tế huyện Chợ Mới cấp cứu. Và đó là những bản tin Việt Nam. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một số cơ sở thương mại trước khi quay trở lại cùng những bản tin cuối.